hôn nhân vừa ồn ào vừa tiếc nuối của Vbiz. Nhật Kim Anh từng khóc suốt vì nhớ con. Ngày đám cưới, mọi người cứ nghĩ ngày đó là ngày cuối cùng của cuộc tình. Nhưng đối với Lộc và Kim Anh, nó sẽ là ngày để mở đầu những cái sự kiện và những cái cuộc sống tiếp theo. Con hãy nghe lời ông bà nội, nghe lời ba. Con ngoan, con học giỏi. Đó là tất cả những gì mẹ ao ước. Mẹ chưa bao giờ bỏ con và mẹ chưa bao giờ quên con trai của mẹ. Diệp Lâm Anh từng hạnh phúc trong đám cưới. Đi làm như vậy luôn. Từ lúc mà quen nhau tới giờ thì toàn là cuốn phải lãng mạn thôi. Hoa thì toàn phải nhắc mới tặng. Mình đến trường đón con đi học về và anh Ti cứ chặn xe không cho về đập xe. Mình không biết là anh ấy có trong trạng thái bình thường. Năm vừa rồi là anh Đức không có lo về tài chính cho mấy mẹ con. Những cuộc hôn nhân của các người đẹp Vbiz dù là viên mãn hay tan vỡ cũng đều nhận về rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là khi chia tay còn không mấy êm đềm, điều này khiến cho những người theo dõi có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có người tiếc nuối, có người đồng cảm, cũng có người xót xa. Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức. Những ồn ào về việc giành quyền nuôi con, bị chồng cũ chặn đầu xe mà Diệp Lâm Anh phải trải qua đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi thương thay. Không chỉ vậy mà nhiều người còn nhìn lại màn cầu hôn năm ấy ở rạp chiếu phim của thiếu gia Nghiêm Đức dành cho cô khi mà đậm chất ngôn tình và nói những câu vô cùng đáng tin cậy như em là cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Nay anh muốn được nắm tay em đi hết con đường dài phía trước, anh muốn dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em, là người che chở cho em, khiến cho người đẹp phải cảm động rơi nước mắt. Thậm chí, trong ngày cưới, nhiều người còn xót xa vì nhìn cô nàng ngày ấy đúng là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nay lại phải tìm cách suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể giành được quyền nuôi con và không bị quấy rối từ phía chồng cũ. Cô còn vốn là một người vừa đẹp vừa đa tài, đặc biệt là trong lĩnh vực dance. Nhiều người còn lôi lại video ngày mà Diệp Lâm Anh múa ba lê chuyên nghiệp trong một cuộc thi. Lương Minh Trang Vinh Dâu. Tới bây giờ Vinh vẫn là số 1, em thay đổi khá nhiều. Xong nhưng mà nếu mà sự cố gắng thì chỉ tới từ một phía thôi, nó không có kết quả. Lương Minh Trang và Vinh Dâu từng khiến người hâm mộ yêu thích bởi tính tình cả hai đều vô cùng vui vẻ. Những tình huống hài hước xung quanh cuộc sống hôn nhân cũng thường xuyên nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Ngày cưới, Lương Minh Trang còn tự mình biểu diễn bài hát tặng cho những người có mặt cũng như là chồng cũ của mình. Không những thế mà Vinh Dâu cũng cho biết động lực khiến anh chàng đổi xe chính là chở vợ đi diễn vì anh không muốn người ta nhìn vợ mình. Dù cả hai khẳng định chia tay yên bình và chỉ đơn giản là hết duyên nên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp với nhau. Nhưng cả hai cũng có thời gian gây sốt mạng xã hội khi mà có những màn chiến tranh ngầm. Lương Minh Trang cũng có lần không ngại cho biết rằng Vinh Dâu là người thương cô nhất, cũng như bù đắp cho cô rất nhiều, nhưng mà đó là về vật chất chứ không phải là về tình cảm. Hơn nữa, cả hai cũng cãi nhau vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như là hôm nay ăn gì khiến không ít người phải suy ngẫm. Vì đúng là dù thương nhau đến đâu nhưng khác ngôn ngữ tình yêu cũng như cách suy nghĩ sẽ rất khó bên nhau. Nhật Kim Anh, Bửu Lộc. Nhật Kim Anh cũng từng hạnh phúc thông báo với khán giả và mọi người rằng mình đã theo chàng về dinh. Thậm chí cả hai còn quay một MV vô cùng tình tứ để mừng đám cưới cũng như để kỷ niệm. Thế nhưng sau đó cả hai cũng đường ai nấy đi, thậm chí là còn vướng nhiều tranh chấp về việc nuôi dưỡng con trai. Thời gian đầu, Nhật Kim Anh khiến không ít người phải rơi nước mắt vì thể hiện sự nhớ nhung con trai cũng như lâu không được gặp con. Dù câu chuyện vẫn chưa phải hồi kết nhưng mối quan hệ của Nhật Kim Anh với chồng cũ cũng đã phần nào bớt căng thẳng hơn, cũng như là vẫn tái hợp trong những dịp quan trọng của con. Nhưng mà chuyện gương vỡ lại lành thì sẽ không bởi vì chồng cũ của cô đã công khai mối quan hệ với một người khác. Có thể thấy, dù biết chuyện tình cảm hợp tan cũng là bình thường nhưng vẫn không ít người tiếc nuối cho thời gian, kỷ niệm cũng như rất nhiều điều mà các cặp đôi này đã bỏ ra cho nhau vào thời điểm bên nhau. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!